Sau khi thủ đô Hà Nội nới lỏng một số biện pháp phòng chống COVID-19, mở cửa và cho hoạt động trở lại một số dịch vụ, những ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Việt Nam Plus, lượng người và phương tiện lưu thông trên đường phố đã tăng cao trở lại. Sáng ngày 1 tháng 7, tại nhiều tuyến phố lớn nhỏ trên địa bàn thủ đô đã xảy ra tình trạng ùn tắc. Thời điểm từ 7 giờ đến 8 giờ 30 là thời điểm đi làm của nhiều người, nên lượng phương tiện giao thông cũng đặc biệt tăng cao. Tại khu vực Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, chiều vào nội thành ùn ứ nhẹ, chiều ngược lại có phần thông thoáng hơn. Tại đường Phạm Hùng, các lối vào đường Vành Đai 3 cũng bị tắc nghẽn nhẹ. Đặc biệt, ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, trước cửa bến xe Mỹ Đình, ùn ứ nghiêm trọng, nhiều xe phải leo lên vỉa hè để đi. Khu vực hầm chui từ đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Nhiều phương tiện phải chờ qua 2 đến 3 lượt đèn đỏ mới có thể di chuyển. Vậy là sau những ngày vắng vẻ chống dịch, đường phố thủ đô lại dần trở lại với sự nhộn nhịp, hối hả vốn có. Tuy vậy, đa số người dân đều không cảm thấy khó chịu vì đã có thể hoạt động và làm việc trở lại sau chuỗi ngày chung tay phòng chống dịch bệnh.